Mình là Nguyên, tên đầy đủ của mình là Nguyễn Trung Nguyên. Mình sinh năm 1990 ha. Hiện tại thì mình đang công tác và vị trí là quản lý dự án ở Fidex Việt Nam, đại lý cấp 1 của Fidex ở Việt Nam và đại lý độc quyền của Fidex và TNT, chuyên về mảng logistics.